Johnny xin thân ái kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Kai Immigration. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ ba vừa qua thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa của tháng 12 năm 2019. Có những diện sẽ rất là vui và có những diện sẽ rất là buồn bởi vì tăng không có nhiều. Trong thời gian vừa qua, mấy ngày vừa qua thì Johnny không có công bố lịch visa đến quý ông bà và anh chị em. Mặc dù là có một vài khán giả đã email cho chương trình Kai Immigration để mà hỏi về lịch visa, về nhận xét về lịch visa tháng này, nhưng mà Johnny không có công bố. Là bởi vì sao? Là bởi vì Johnny thấy rằng trên các diễn đàn mạng xã hội là có rất là nhiều YouTuber công bố lịch visa kịp thời và đúng thời điểm đến cho quý ông bà và anh chị em rồi. Cho nên là Johnny sẽ xin phép là không có công bố chi tiết lịch visa trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay, chủ đề mà Johnny sẽ chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em đó là hướng dẫn cho quý ông bà và anh chị em có một cái nhìn đúng đắn nhất về lịch visa. Có nghĩa là chúng ta phải xem lịch visa như thế nào và nó tăng như vậy thì nó có ý nghĩa là gì? Và có phải là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ bảo lãnh của chúng ta là căn cứ vào hết lịch visa hay không? Hay là chúng ta còn phải xem những cái lịch gì khác hoặc là những cái thông tin gì khác để mà đối chiếu với lịch visa để mà có cái nhìn đúng đắn nhất về lịch visa nha quý ông bà và anh chị em nhé. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay thì chúng ta cùng điểm qua nhanh một chút về lịch visa của tháng 12 năm 2019. Lịch visa của tháng 12 năm 2019, diện mà vui mừng nhất là diện F1. Tuy là diện F1 đang đi sau diện F2B, nhưng trong tháng 12 năm 2019 này thì diện F1 có cái sự tăng đáng kể so với các diện còn lại. Diện F1 có nghĩa là con độc thân trên 21 tuổi của những người đang mang quốc tịch Hoa Kỳ. Diện này tăng từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 cho đến ngày 15 tháng 5 2013, có nghĩa là tăng 10 tuần thưa quý ông bà và anh chị em. Trong tháng 12 này thì diện F2A vẫn giữ ngôi vị quán quân, có nghĩa là không có thay đổi gì hết, vẫn là current. Current có nghĩa là hồ sơ nào đã được approve từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ là sẽ được Trung tâm Visa xử lý ngay và chúng ta không cần phải chờ đợi theo lịch visa hiện hành. Tiếp theo nữa là diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi của những người đang mang thẻ xanh, thưa quý vị. Đối với diện này, tăng từ ngày 8 tháng 7 2014 cho đến ngày 8 tháng 8 2014, nghĩa là tăng 1 tháng, là 4 tuần, thưa quý ông bà và anh chị em. Đối với diện F3 là con có gia đình của những người đang mang quốc tịch Hoa Kỳ, diện này tăng từ 15 tháng 10 2007 cho đến ngày 8 tháng 11 2007. Tổng thời gian tăng của diện này là 3 tuần lễ. Diện cuối cùng là diện F4, có nghĩa là anh chị em của những người đang mang quốc tịch Hoa Kỳ, tăng từ 1 tháng 1 năm 2007 cho đến ngày 1 tháng 2 2007 là 4 tuần. Điểm qua lịch visa như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng diện F3 đang đi sâu nhất, đang chậm nhất so với tất cả các diện còn lại. Nhưng mà cũng không có gì đáng buồn, là bởi vì sao? Chúng ta chỉ mới đầu năm tài khóa thôi quý vị ạ. Năm tài khóa bắt đầu từ tháng 10 của năm nay và kết thúc cuối tháng 9 của năm sau. Có nghĩa là vào hiện tại nay chỉ là mới tháng thứ 2 của năm tài khóa 2020. Mọi chuyện nó cũng còn đang rất là mới và chúng ta cũng chưa biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sắp xếp các số lượng visa trong năm nay như thế nào, thì chúng ta cứ chờ tiếp những lịch visa của những tháng tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nào quên điểm qua lịch mở hồ sơ của các diện. Theo như Johnny coi ở trong website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì lịch mở hồ sơ của các diện vào tháng 12 năm 2019 có những cái sự khởi sắc. Cụ thể là diện F1 đã mở, đó là những hồ sơ từ ngày 15 tháng 1 năm 2013 trở về trước. Có nghĩa là những hồ sơ nào có ngày ưu tiên từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 trở về trước thì bắt đầu đã được Trung tâm Visa gọi để làm 6 bước. Có nghĩa là họ đã gửi case number và invoice ID để cho quý ông bà và anh chị em có thể đóng tiền, khai cái mẫu đơn DS-260 và bắt đầu nộp những cái hồ sơ bảo trợ tài chính rồi. Đối với diện F2A thì họ đã mở những cái hồ sơ được nộp từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 trở về trước. Là bởi vì lịch phỏng vấn của F2A đang là current, cho nên là lịch mở hồ sơ của F2A rất là nhanh. Có nghĩa là vừa nộp hồ sơ tháng trước thì tháng sau NVC đã mở hồ sơ rồi.
Mặc dù là chúng ta tất nhiên chúng ta cũng phải chờ một vài tháng để cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ xét cái hồ sơ đó để mà đưa ra quyết định là chấp thuận hay là từ chối, thì tí xíu nữa Johnny sẽ nói chi tiết vào cái vấn đề xét hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Đối với diện F2B thì hiện tại những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 8 tháng 2 năm 2015 trở về trước đã được bảo trợ tài chính và làm 6 bước. Đối với diện F3, những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 15 tháng 5 2008 trở về trước được mở rồi. Và cuối cùng là diện F4, những hồ sơ có ngày ưu tiên là 22 tháng 7 năm 2007 trở về trước. Vậy thì căn cứ theo lịch mở hồ sơ vào tháng 12 năm 2019 này, thì Johnny có một vài cái nhận định cụ thể. Đối với các diện F1, F2A, F3 và F4, Johnny không có nhận định nhiều. Nhưng mà diện mà Johnny muốn nói đến cụ thể vào thời điểm này đó là diện F2B. F2B là con độc thân của những người đang mang thẻ xanh. Có nghĩa là khi mà quý ông bà về chị em qua đây và con của quý ông bà về chị em bị quá tuổi không đi cùng với gia đình được, và khi qua đây mở một bộ hồ sơ khác bảo lãnh cho những người con bị quá tuổi đó, thì đó là cái vấn đề mà Johnny sẽ nói vào ngay lúc này, để cho quý ông bà và anh chị em hiểu rõ hơn là cái lịch visa tháng này, lịch mở hồ sơ tháng này là nó sẽ như thế nào, và dự đoán những cái tháng tiếp theo nó sẽ ra làm sao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đối với diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân là những người mang thẻ xanh Hoa Kỳ, được xử lý tại các service center như là California Service Center, Nebraska Service Center, Potomac Service Center, hay Texas Service Center và Vermont Service Center. Thì đối với tất cả các service center của Sở Di trú, tại vì Sở Di trú họ có nhiều cái service center lắm. Service center là trung tâm xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Theo như Johnny thấy ở đây thì là cái lịch mở hồ sơ của trung tâm visa hiện tại đối với diện F2B đã vượt qua cái ngày xử lý hồ sơ của diện F2B tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Cụ thể là tại California Service Center và Vermont Service Center. Như Johnny thấy ở đây, tại Vermont Service Center thì diện F2B, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chỉ mới xử lý, có nghĩa là họ đưa ra cái quyết định là chấp thuận hay là từ chối hồ sơ đối với những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 22 tháng 10 năm 2011 trở về trước. Thưa quý vị, có nghĩa là hiện tại ngay tại trung tâm visa thì họ đã mở những hồ sơ tới tháng 2 2015 rồi. Nhưng tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ thì họ chỉ mới xét những hồ sơ tới tháng 10 2011 thôi. Có nghĩa là lịch visa, lịch mở hồ sơ của trung tâm visa đã vượt qua ngày xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nói đến lịch xử lý hồ sơ của diện F2B tại California Service Center. Thì tại trung tâm của California, diện F2B chỉ mới xử lý, có nghĩa là mới xét đến cái những hồ sơ được nộp vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 trở về trước. Thưa quý ông bà và anh chị em, điều này nói lên cái gì nào? Cái chuyện mà lịch mở hồ sơ của trung tâm visa chạy nhanh hơn lịch xét hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, nó sẽ xảy ra một cái chuyện, đó là khi mà lịch visa đã đến, đáng lẽ là chúng ta phải được gọi bổ túc hồ sơ rồi, đáng lẽ là chúng ta phải được gọi để mà đi phỏng vấn rồi, nhưng mà hồ sơ vẫn còn nằm y đó và chúng ta sẽ không nhận được bất cứ thông tin gì từ trung tâm visa cả. Là bởi vì sao? Trung tâm visa chỉ xử lý được những hồ sơ tiếp nhận lại từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Có nghĩa là khi quý ông bà và anh chị em nộp hồ sơ vô để bảo lãnh thân nhân, thì việc đầu tiên chúng ta phải nộp hồ sơ vào Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trước. Khi mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đưa ra quyết định rằng chấp thuận, thì họ sẽ chuyển hồ sơ của quý ông bà và anh chị em sang cho trung tâm visa để mà chúng ta theo dõi lịch visa. Nhưng nếu họ từ chối thì có nghĩa là họ sẽ cancel luôn hồ sơ của quý vị. Hồ sơ của quý vị sẽ không được chuyển qua bên trung tâm visa. Nếu như Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chưa có làm cái gì trên hồ sơ quý vị, chưa có chấp thuận cũng như là chưa có từ chối, thì trung tâm visa họ chưa làm được gì trên hồ sơ của quý vị. Cái chuyện này được lặp lại đối với diện F2A
trong cái năm tài khoá vừa qua. Quý vị có nhớ diện F2A trong năm tài khoá vừa qua là đến cái lúc mà trung tâm visa đưa ra lịch phỏng vấn và lịch mở hồ sơ vượt qua rất xa so với cái lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ vẫn chưa có giải quyết kịp hồ sơ cho trung tâm visa. Đó là lý do tại sao mà diện F2A tự nhiên nó lại chuyển thành current. Current có nghĩa là tôi không có đủ hồ sơ để tôi giải quyết, đâm ra là thôi tôi để current, anh giải quyết hồ sơ nào thì tôi xử lý hồ sơ đó. Đó, cho nên là cái lý do mà diện F2A trở nên current là như vậy. Cho nên dự đoán là nếu như cái tình trạng F2B mà cứ kéo dài là Vermont Service Center và California Service Center không xử lý kịp hồ sơ cho bên trung tâm visa thì F2B cũng sẽ nối gót F2A. Có thể vào thời điểm này thì chưa đâu, nhưng mà có thể vào nửa năm hoặc một năm tiếp theo, tình trạng này nếu mà kéo dài thì có thể lắm nha quý ông bà và chị em, vào năm tài khoá tiếp theo là năm tài khoá 2021, F2B sẽ bắt đầu trở thành current giống như F2A. Tuy là những cái service center còn lại họ vẫn giải quyết rất là nhanh chóng những cái hồ sơ F2B, nhưng mà khối lượng hồ sơ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân đại đa phần đều chạy về California Service Center. Và cái điều đó là cái điều khiến cho California Service Center và Vermont Service Center trở nên quá tải. Vì quá tải cho nên họ không có xử lý kịp cho trung tâm visa để mà process tiếp những cái hồ sơ còn tồn đọng. Có một câu hỏi Johnny nhận được từ quý vị khán giả đã email và comment ở trong những cái chương trình trước. Có hỏi Johnny rằng chuyện F4 á, theo như lịch thì là khoảng 13 năm, thì có những cái trường hợp nào mà diện F4 có thể đi nhanh hơn, khoảng 5-6 năm có thể đoàn tụ được với gia đình hay không? Thì ngay sau đây Johnny sẽ chia sẻ một chút về thời gian xử lý hồ sơ giữa các diện nha quý ông bà và chị em nha. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cũng như là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, họ không có đưa ra một cái con số cụ thể nào cho các thời gian xử lý hồ sơ giữa các diện. Và cái thời gian xử lý hồ sơ giữa các diện như là 6 năm, 5 năm, 12 năm, 13 năm, 14 năm, chúng ta nói ra cho truyền miệng nhau như vậy là dựa vào cái gì? Là dựa vào lịch visa của trung tâm visa, hay còn gọi là National Visa Center, hay là Việt Nam còn hay gọi là NVC đó. Thì tất cả những cái sự truyền miệng của chúng ta về thời gian bảo lãnh nó đều phụ thuộc vào cái lịch visa. Cho nên là ngày hôm nay thì Johnny muốn nói sơ sơ qua thôi, căn cứ vào lịch visa hiện tại. Johnny chỉ muốn nói sơ qua để cho quý ông bà và chị em có cái khái niệm cụ thể. Tính vào thời điểm hiện tại, đối với diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của những người mang quốc tịch Hoa Kỳ, thời gian tính đến thời điểm hiện tại chờ đợi của diện này là 6 năm 6 tháng. Đối với diện F2A không tính được, là tại vì sao? Là tại vì hiện tại nộp hồ sơ vào cho diện F2A thì như quý vị biết là chưa biết là hồ sơ của chúng ta sẽ chạy đến cái service center nào. Có thể là California, có thể Potomac, có thể Texas, hoặc là có thể Nebraska. Mình không có biết được. Cho nên là mình phải chờ coi cái hồ sơ của mình nó nằm ở cái service center nào để mà mình có thể nhận định được rằng F2A sẽ chờ trong bao lâu. Tại vì hiện tại lịch visa của F2A đang là current, có nghĩa là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ xử lý sao đó, chuyển qua thì F2A xử lý luôn, không có chờ đợi. Đối với diện F2B thì nhanh hơn F1 một chút. F2B là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, là thời gian chờ đợi chỉ có 5 năm 3 tháng tính vào thời điểm hiện tại nha quý vị. Sau này thì không biết, tại vì một lịch visa thì mỗi tháng đều có sự thay đổi, tăng nhanh hoặc là tăng chậm, thì chúng ta không có biết được. Và như Johnny nói vừa nãy là lịch visa nó chưa hẳn hoàn toàn là đúng chính xác 100%, bởi vì chúng ta còn phải chờ có lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ như thế nào nữa ha. Đối với diện F3 thì hiện tại đã lùi xuống, ngày trước nó là 12 năm 8 tháng nhưng mà hiện tại đã lùi xuống, tính đến thời điểm hiện tại là 12 năm đối với diện F3 là con có gia đình của những người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Diện F4 là anh chị em của những người mang quốc tịch Hoa Kỳ thì đã lùi xuống từ 13 năm rưỡi xuống còn là 12 năm 9 tháng. Có nghĩa là tổng thời gian chờ đợi, tất cả những gì mà Johnny vừa chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em đều dựa theo
lịch visa hiện tại của trung tâm visa. Cái thời gian này sẽ có sự thay đổi phụ thuộc vào lịch visa tăng nhanh hay tăng chậm, phụ thuộc vào lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Cho nên là cái này để cho quý ông bà và anh chị em tham khảo thôi. Nó không phải là một cái sự chính xác tuyệt đối, nghĩa là căn cứ vào đây 6 năm, 6 tháng, 5 năm, 3 tháng hay 12 năm, 12 năm, 9 tháng gì đó là cứ đúng vào thời điểm đó chúng ta sẽ được đi. Không phải nha. Chúng ta phải căn cứ vào mỗi tháng, mỗi tháng, mỗi tháng, tại vì lịch visa sẽ có sự thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Johnny đã chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em về cách nhìn nhận về lịch visa, về để cho quý ông bà và anh chị em có thể hiểu rõ hơn về cách nhìn của lịch visa. Không phải là cứ nhìn lịch visa thôi mà chúng ta có thể đoán được thời gian chúng ta đi. Tại vì có những người đã liên hệ với văn phòng của John và hỏi rằng tại sao mà lịch visa đã tới rồi nhưng mà họ vẫn không có nhận được cái gì từ NVC hết. Thì Johnny chỉ có thể trả lời là bởi vì hồ sơ của họ vẫn chưa được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ duyệt, cho nên là NVC chưa nhận được hồ sơ của họ để mà họ xử lý. Cho nên là việc của chúng ta là chúng ta có thể theo dõi lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trước. Website thì quý vị có thể nhìn lên màn hình Johnny đó. Chú quý vị vào website của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ là uscis.gov, sau đó vào check processing time để mà chúng ta có thể coi được là lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đến đâu. Nếu như mà lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã vượt qua ngày ưu tiên của quý vị thì quý vị hãy vào trong cái công cụ online của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ để mà yêu cầu họ là họ phải nhìn đến cái hồ sơ của quý vị, xem coi là hồ sơ quý vị sẽ phải được approve hay là được deny gì đó, thì họ sẽ cho quý vị câu trả lời trong vòng từ 1 đến 2 tuần lễ. Tất cả mọi thông tin chi tiết những website về lịch xử lý hồ sơ của Sở Di trú và lịch visa thì để ngay dưới phần mô tả của chương trình ngày hôm nay, dưới video này, quý vị và các bạn chỉ việc kéo lên và chúng ta có thể nhìn ở dưới sẽ thấy được những cái link chi tiết đây. Và bên cạnh đó thì như quý vị cũng đã coi được là cho nên có hướng dẫn cụ thể làm thế nào để chúng ta có thể gửi một cái yêu cầu cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ để mà họ xem xét cái hồ sơ của chúng ta khi mà hồ sơ của chúng ta bị quá hạn nha quý ông bà và anh chị em nha. Chương trình K-Immigration ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cho nên rất cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi. Quý ông bà và anh chị em đừng quên nhấn nút like và nút theo dõi kênh của K-Media và theo dõi chương trình K-Immigration để mà có những cập nhật, những thông tin mới nhất về vấn đề di trú từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, hoặc là những cái câu hỏi thắc mắc mà không biết hỏi cùng ai hết, thì cứ việc tự nhiên comment ở dưới video này hoặc là có thể gửi email trực tiếp đến cho chương trình K-Immigration qua email kimediaus@gmail.com. Một lần nữa nha quý ông bà và anh chị em nha, kimediaus@gmail.com. Johnny rất là hoan nghênh những câu hỏi, những cái sự đóng góp ý kiến của quý ông bà và anh chị em, bởi vì những câu hỏi đó, những cái ý kiến đó sẽ làm cho chương trình K-Immigration ngày càng phong phú hơn. Cho nên luôn luôn chào đón những câu hỏi từ quý ông bà và anh chị em. Cho nên là đừng ngần ngại comment ở dưới video này hoặc là gửi email cho K-Immigration, kimediaus@gmail.com nha quý ông bà và anh chị em nha. Còn bây giờ, Johnny xin kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong chương trình tiếp theo.